Đây là xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định. Bình Định quê tôi. Đó, lúa vàng. Lúa vàng mén mông. Làng quê đó. Đây là làm mai. Mai lên tới Tết. Mai xuân nè, ở nhà nông như vậy đó. Rất là thanh lịch đẹp. Chà, gió mát không? Đó. Chà, lúa dễ thương không? Nó lúa dễ thương không? Đi bao nhiêu năm rồi về cánh đồng lúa rất là dễ thương, đồng vàng thơm mùi lúa vàng, mùi vị quê hương, thơm mùi lúa vàng, mùi vị yêu thương, mùi vị quê hương, tình em đậm đà, tình anh đình đình đình, tình của mình phơi phơi đôi má em hồng hồng, thơm mùi lúa vàng, mùi vị quê hương, thơm mùi lúa vàng. Mùi vị yêu thương, mùi vị quê hương, tình em đậm đà, tình anh đình đậm đà. Tên của mình phơi phới. Thơm mùi lúa vàng, mùi vị quê hương, thơm mùi lúa vàng. Ngọt ngào hương thơm, ngọt ngào hương thơm, tình em ngâm đà, tình anh mình đừng đà. Tình của mình phơi phơi, phơi mơ.